Tuyết Vinh xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô. Chào Tuyết Vinh. Cô đang làm gì vậy cô? Cô đang chuẩn bị nguyên liệu để thực hiện một món ngon cho ngày hôm nay giới thiệu với quý vị khán giả và Tuyết Vinh đó. Em thấy là có mùi thơm thơm, quen quen. Mùi nước xá xị nè. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ đổi không khí bằng cách chế biến một loại thức uống. Làm sao là thức uống được, chương trình của chúng ta là trọn hương ấm, thấm vị ngon. Cho nên chắc chắn sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một món ngon chế biến trong tích tắc. Chứ làm sao chế biến thức uống được. Vậy là cô Thảo sẽ sử dụng nước xá xị để uống kèm rồi. Cũng không phải là để uống kèm, mà cô sẽ sử dụng nguyên liệu xá xị này để làm một món kho. Lạ quá vậy cô, nước xá xị mà dùng để kho. Chắc chắn là lạ rồi, tại vì thông thường thì người ta sử dụng xá xị để làm một loại nước giải khát. Trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả sẽ được thưởng thức một món ngon chế biến từ xá xị nè với lại thịt giò heo. Đó là món thịt giò heo kho xá xị. Để chuẩn bị cho món thịt giò heo kho xá xị thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 300g thịt giò heo, một chén nước xá xị, 200g củ cải trắng, hành lá, hành tím băm, một củ gừng nhỏ và hai trái ớt hiểm. Ngoài ra chúng ta chuẩn bị các loại gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Thịt giò heo chúng ta mua về là rửa sạch, cắt ra lát mỏng. Sau đó chúng ta sẽ ướp gia vị vào, gồm có khoảng 1 muỗng canh củ hành tím băm nhỏ. Chúng ta sẽ cho thêm 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho thêm một ít tiêu nữa, trộn đều lên. Tuy nhiên là mách nhỏ với quý vị khán giả một điều, đó là chúng ta sử dụng thịt giò heo như thế này đó, thì sau khi hoàn tất món ăn của chúng ta sẽ có độ giòn, ngon hơn và đặc biệt là ăn sẽ không bị ngán nữa. Chúng ta sẽ kho bằng thịt giò heo, thì sau khi hoàn tất xong món ăn của chúng ta sẽ có độ giòn nè, ăn ngon hơn và sẽ không bị ngán. Và bây giờ cô giao cái này cho Tuyết Vinh, nhờ Tuyết Vinh trộn lên cho thật đều. Kế đến là đến phần củ cải trắng này, quý vị khán giả mua về chúng ta gọt phần vỏ đi cho sạch và sau đó chúng ta sẽ cắt khúc. Kế đó là mình sẽ cắt đôi hết tất cả những cái miếng củ cải này ra cho vừa ăn. Ớt hiểm thì chúng ta đập dập. Củ gừng thì chúng ta sẽ sắc lát mỏng. Sau khi sắc lát cái phần củ gừng này ra thì quý vị khán giả cũng đập dập cái phần củ gừng này ra. Quý vị khán giả sẽ cắt khúc phần hành lá này đi. Chảo đã nóng rồi thì quý vị khán giả sẽ cho vào một ít dầu. Chúng ta sẽ phi cái phần gừng này cho thật là thơm. Và bây giờ thì gừng đã bắt đầu hơi vàng thơm rồi, quý vị khán giả sẽ trút cái phần thịt giò heo mà đã ướp gia vị. Bây giờ chúng ta trút hết vào và xào cho săn. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là khi cho thịt giò heo vào rồi, chúng ta phải xào cho thịt thật là săn. Trước khi mà chúng ta cho nước xá xị vào, thịt của chúng ta xào đã rất là săn rồi và thấm gia vị rồi. Tiếp tục cho hết phần củ cải vào, đảo đều cái phần củ cải này để cho củ cải sẽ thấm tiếp cái phần gia vị chung với lại thịt. Cho khoảng một chén nước xá xị này vào và bây giờ chúng ta sẽ để mở nắp như thế này, không đậy nắp trong quá trình nấu và chúng ta sẽ bớt nhỏ lửa lại. Chúng ta cho hai cái trái hiểm này vào và chỉ chờ cho thịt giò heo chín là xong. Em thấy thông thường khi mà kho thịt thì người ta sẽ nêm nếm bằng đường nè, mà nãy giờ em không thấy cô nhắc đến đường. Nhưng mà em cũng dám hỏi tại vì em đang cố đợi thêm một chút nữa coi cô có nêm đường vô không. Không đâu, giai đoạn này chúng ta sẽ không nêm thêm đường. Và quý vị khán giả cũng cần lưu ý là đối với món thịt giò heo kho xá xị đó, chúng ta đã sử dụng xá xị làm nguyên liệu chính trong món ăn chúng ta cho vào để kho. Và nước xá xị thì đã có vị ngọt rồi, cho nên trong món ăn này chúng ta không cần thêm đường nữa. Và quý vị khán giả khi thực hiện món ăn này thì cũng đừng quên lưu ý rất là nhỏ nhưng mà cực kỳ quan trọng sẽ quyết định sự thành công của món ăn này. Đó là chúng ta dùng nước xá xị để kho thì đã có độ ngọt rồi nên sẽ không sử dụng thêm đường nữa. Sau khi mà quý vị khán giả kho khoảng chừng 7 phút thì là bắt đầu phần nước á, nó cạn lại còn khoảng phân nửa là được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tắt bếp, tiếp tục cho hành lá chúng ta cắt khúc vào. Chúng ta sẽ lần lượt múc hết cái phần thịt giò heo này và cho một cái cọng ngò nhỏ lên trên để mà trang trí. Như vậy là đã hoàn tất món ăn rồi. Quý vị khán giả biết không, mỗi món thịt kho hay là cá kho thì đều có một cái điểm nhấn nhờ chúng ta thay đổi về vị hoặc là thay đổi về chất bằng cách là thay đổi nguyên liệu. Đối với món thịt giò heo kho xá xị sẽ tạo nên hương thơm đặc biệt, ngon hơn và làm cho công việc nội trợ của người đầu bếp sẽ trở nên thú vị. Và đặc biệt một điều là xá xị sẽ giúp cho phần thịt giò heo sẽ mau mềm hơn nữa. Nhưng mà không biết là có mềm giống như cô Thảo nói không thì cái đó em phải thử mới biết. Chắc chắn cô đã chuẩn bị rồi đây, một cái chén để cho Tuyết Vinh thử nè. Rồi em cảm ơn cô Thảo.
quả thật là ngon một cách bất ngờ luôn đó quý vị. Bởi vì thịt nha, mềm chín tới nè, rồi thấm gia vị và còn săn và hơi giòn giòn nữa. Trong khi đó thì củ cải trắng không hề bị nát và giữ được vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu. Ngoài ra thì đặc biệt nhất là phải kể đến nước thịt kho, bởi vì có vị mặn ngọt hài hòa, không quá béo mà lại thơm thơm mùi xá xị nữa. Nhưng mà cô Thảo ơi, em chợt nghĩ là nếu như món ăn này mà chúng ta có một chút bắp cải muối sổi nè, hoặc là dưa giá ăn kèm với cơm nóng thì khỏi phải chê luôn. Đúng rồi, cô cảm ơn Tiến Minh rất là nhiều. Chúng ta có thể dọn món này chung với lại bắp cải muối sổi hoặc là dưa giá ăn kèm cũng rất là phù hợp. Tròn hương ấm, thấm vị ngon. Quý vị và các bạn thân mến, đến bây giờ thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày kỳ này đã hết rồi. Và cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Nhưng quý vị đừng quên góp ý để chương trình của chúng ta có thể hoàn thiện hơn theo hai cách quen thuộc, đó là gửi thư đến cho chúng tôi tại hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Cô Diệu Thảo và Tuyết Vinh xin chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.